những bước đột phá trong quản lý vùng trời. Quý vị thính giả thân mến, sau hệ thống VQ9801, quân chủng phòng không không quân đã ứng dụng hệ thống VQ1M trong quản lý vùng trời. Từ phương thức truyền thống sang VQ9801, rồi VQ1M, chúng ta đã tạo được bước đột phá, khả năng quản lý vùng trời được nâng lên đáng kể. Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Hữu Nam, Phó Tham mưu trưởng quân chủng phòng không không quân. Phóng viên hỏi, thưa đồng chí, những năm gần đây chúng ta đã triển khai ứng dụng hệ thống VQ9801, rồi hệ thống VQ1M vào việc quản lý vùng trời. Vậy thực chất VQ9801 và VQ1M là gì? Đại tá Trần Hữu Nam đáp, năm 1998, quân chủng phòng không không quân đã được chính phủ cho triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý và bảo vệ vùng trời quốc gia. Viết tắt dự án này là dự án VQ9801. Thực chất nội dung của dự án là ứng dụng công nghệ thông tin và mạng máy tính trong lĩnh vực thu thập, xử lý, phân phối tình báo, radar phục vụ cho nhiệm vụ quản lý vùng trời, sẵn sàng chiến đấu. Năm 2005, dự án hoàn thành và đưa vào trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, góp phần nâng cao khả năng quản lý vùng trời sẵn sàng chiến đấu của quân chủng lên một bước. Tuy nhiên, do ngân sách đầu tư hạn chế, nên quy mô của hệ thống VQ9801 mới chỉ nằm ở khu vực miền Bắc và các thiết bị cả về phần cứng và hệ thống phần mềm đều do nước ngoài cung cấp. Ta không có khả năng mở rộng và duy trì hệ thống này hoạt động một cách lâu dài. Năm 2014, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho quân chủng phòng không không quân và Tổng công ty Viễn thông Quân đội phối hợp xây dựng hệ thống VQ1M. Thực chất hệ thống VQ1M là hệ thống tự động và bán tự động trong việc thu thập, quản lý, phân phối thông tin và tình hình trên không. Khi có hệ thống này, ta có thể tích hợp tất cả các kết quả trinh sát của các phương tiện trinh sát radar, các khí tài trinh sát quang học, trinh sát hồng ngoại được triển khai từ các môi trường như trên mặt đất, trên biển, trên không đều có thể tích hợp vào hệ thống. Các hệ thống này sẽ tự động và bán tự động xử lý các thông tin này và sẽ tạo ra được bức tranh tình hình trên không với thời gian gần như là thời gian thực. Bức tranh về tình hình trên không sẽ được phân phối đến tất cả các đầu mối có nhu cầu sử dụng là hệ thống sở chỉ huy phòng không các cấp trong toàn quân phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và phục vụ cho phòng không nhân dân. Phóng viên hỏi tiếp, áp dụng phương thức tự động hóa này vào quản lý vùng trời so với phương thức truyền thống thì có gì khác biệt thưa đồng chí? Đại tá Trần Hữu Nam trả lời vấn đề này như sau. Nếu như trước đây huấn luyện trên các phương tiện thủ công, người chỉ huy phải quan sát trên bảng Mica tiêu đồ 9x9. Trên đó, nhân viên tiêu đồ chỉ thể hiện được một số thông tin liên quan đến mục tiêu, ví dụ như tốp mục tiêu ấy thuộc tốp địch, tốp ta, tốp quốc tế hay tốp quá cảnh, nó đang ở vị trí nào, hướng bay về đâu. Những thông tin như tốc độ, hướng di chuyển một cách chính xác, tính chất của nó thể hiện hết sức khó khăn bởi các thao tác đó bị ràng buộc bởi yếu tố không gian. Còn với VQ9801 và VQ1M, chỉ cần tích vào trên hệ thống theo dõi là người chỉ huy có thể biết ngay, biết cùng một lúc mọi thông tin. Phóng viên lại hỏi, hệ thống VQ1M so với VQ9801 chắc chắn là có những khác biệt vượt trội. Đáp, đúng vậy, trước hết về tính năng, hệ thống VQ1M hoàn toàn tương đồng với VQ9801. Tuy nhiên, về năng lực, quy mô xử lý của nó lớn hơn. Nếu như VQ9801 chỉ có khả năng xử lý ở địa bàn miền Bắc với số lượng đầu mối các trạm radar kết nối vào hết sức hạn chế, thì hệ thống VQ1M có thể kết nối với rất nhiều các trạm radar, các phương tiện trinh sát khác đã được số hóa với khả năng gần như đúng theo nhu cầu. Thứ hai là hiện nay, chúng ta đã được triển khai đồng bộ đến tất cả các đơn vị, từ các trạm radar đến sở chỉ huy các cấp trong quân chủng, đến hệ thống sở chỉ huy của tất cả các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, các vùng hải quân, cảnh sát biển và sở chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu, tạo ra một hệ thống đồng bộ, có khả năng quản lý được tất cả các mục tiêu trong khu vực ta cần quản lý và thời gian xử lý tình báo để hiển thị trên các thiết bị cho người sử dụng gần như sát với thời gian thực. Với việc được trang bị hệ thống VQ1M cùng với việc hoàn thiện dần thế trận radar, chiến thuật radar trong chiến tranh hiện đại, thì Bộ đội Radar Việt Nam đang là lực lượng đi đầu trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại. Hạn chế của hệ thống VQ9801 là chúng ta không làm chủ được nó, do vậy chúng ta không thể mở rộng và không có khả năng duy trì lâu dài cho nó hoạt động. Với hệ thống VQ1M thì khác, đó là sản phẩm hoàn toàn do phát huy nội lực. Do vậy, chúng ta có thể liên tục nghiên cứu và thay đổi mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Khi có yêu cầu cần nâng cấp thì yêu cầu trao đổi giữa những người sử dụng
là quân chủng phòng không không quân với tập đoàn viễn thông quân đội rất thuận tiện. Chỉ trong thời gian ngắn có thể giải quyết được những vấn đề mà ngày xưa hệ thống VQ9801 từ lúc nêu ra vấn đề giải quyết phải mất cả năm. Phóng viên lại hỏi, và công tác huấn luyện đã được quân chủng tổ chức như thế nào để có thể khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống VQ1M trong quản lý vùng trời, thưa đồng chí? Đại tá Trần Hữu Nam đáp, đồng bộ với việc nghiên cứu chế tạo và đưa vào trang bị hệ thống VQ1M, quân chủng đã thành lập những nhóm tổ chức nghiên cứu, xây dựng các tài liệu để đảm bảo kỹ thuật, tài liệu chiến thuật, tài liệu phục vụ cho công tác huấn luyện. Cho đến thời điểm này, đã xây dựng được 46 bộ tài liệu liên quan đến hệ thống, đã huấn luyện được 165 lớp với 1.780 người tham gia. Việc huấn luyện chuyển giữa phương thức chiến đấu truyền thống sang phương thức chiến đấu tự động cũng đòi hỏi lực lượng đầu vào rất là quan trọng, phải là những đồng chí trẻ và tiếp cận nhanh. Tuy nhiên, điểm hạn chế của đối tượng này là ít kinh nghiệm, chưa được trải qua phương thức chiến đấu truyền thống, trong khi các yêu cầu tác chiến đòi hỏi ta phải vừa thành thạo phương thức hiện đại vừa duy trì được phương thức chiến đấu truyền thống. Do đó, yêu cầu đặt ra trong công tác huấn luyện là rất cao. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ trực ban của chúng ta đã có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình trực ban quản lý vùng trời, nghĩa là thành thạo cả hai phương thức, có sự uyển chuyển mềm dẻo giữa hai phương thức này với nhau. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Các bạn vừa theo dõi video những bước đột phá trong quản lý vùng trời. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Tân binh quân đội Úc bị cưỡng hiếp sau khi nhập ngũ. Quý vị và các bạn thân mến, trang CNN đưa tin một cuộc điều tra về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em tiết lộ, kể từ năm 1960, các thiếu niên nhập học tại các trường quân đội ở Úc đều bị các nhân viên cưỡng hiếp hoặc bị ép hãm hiếp lẫn nhau. Những nhân chứng bao gồm cả đàn ông và phụ nữ nói với Ủy ban Hoàng gia Úc rằng họ đã bị lạm dụng tình dục từ khi mới 15 tuổi tại các đơn vị của lực lượng quốc phòng Úc. Đến nay, đã có 111 nạn nhân báo cáo về việc bị lạm dụng và khoảng hơn 10 người sẽ đưa ra bằng chứng phục vụ điều tra tại Sydney cho đến ngày 1 tháng 7. Theo CNN, một nhân chứng nam tiết lộ, tôi đã từng nhiều lần bị lôi ra khỏi giường lúc nửa đêm bởi tân binh lớn tuổi hơn, hắn ta đã kéo tôi đến khu thể thao hình bầu dục. Nhân chứng này cho biết, ông bị buộc hãm hiếp tân binh khác hoặc bị các binh lính, nhân viên cưỡng hiếp. Một nhân chứng khác, ông Bram Fraser, 65 tuổi kể lại, lúc còn là tân binh hải quân năm 1967, ông đã bị đánh đập và lạm dụng tình dục bởi ba tân binh khác. Ông bị bắt quan hệ tình dục bằng miệng và tra tấn vùng kín. Ông chia sẻ, tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, tôi bị trầm cảm nặng sau khi bị lạm dụng. Trước sự việc này, Úc đã triển khai một cuộc điều tra rộng lớn về lạm dụng tình dục trong quân đội. Trả lời phỏng vấn CNN, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Úc cho biết, chúng tôi đã hợp tác với Ủy ban Hoàng gia nhằm bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. Chúng tôi ghi nhận và tuyên dương sự dũng cảm của những người dám kể lại câu chuyện đau khổ của cá nhân suốt phiên điều trần. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng sẽ không bình luận chi tiết về vấn đề này trước khi Ủy ban Hoàng gia lên tiếng. Hiện Ủy ban Hoàng gia đang tập trung điều tra các cáo buộc lạm dụng tại Trung tâm Đào tạo Hải quân HMAS Glewyn ở bang Tây Úc và trường quân đội Polcom ở bang Victoria trong những năm 1960 đến năm 1980, cũng như tại lực lượng quốc phòng Úc kể từ năm 2000. Thử so tài của Không quân Việt Nam và Trung Quốc trên Trường Sa. Quý vị thính giả thân mến, sự căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đã kéo dài hàng chục năm nay. Trong trường hợp xảy ra tình huống xung đột trên quần đảo Trường Sa, không quân cả hai phía sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thử tìm hiểu xem ai sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đọ sức này. Gần đây, phía Trung Quốc liên tục có những hành động ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế. Trong trường hợp xảy ra tình huống xung đột trên quần đảo Trường Sa, không quân cả hai phía sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Việc chi viện, chế áp mạnh mẽ và tức thời của lực lượng không quân có thể đảo ngược cục diện của chiến sự. Nhận thức được điều này, cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều ra sức tăng cường lực lượng không quân hải quân. Tuy nhiên, quan điểm và tư duy về chiến thuật của mỗi nước là khác nhau. Cùng chủng loại giống nhau cơ bản về tính năng, nhưng Su-27-30 của Việt Nam chỉ tập trung sức mạnh vào một số nhiệm vụ chứ không đa dạng như nguyên bản.
Theo các đánh giá của các chuyên gia quốc tế, trong biên chế không quân Việt Nam có khoảng 12 chiếc Su-27SK và 4 chiếc Su-27UBK. Trung Quốc có khoảng 78 chiếc Su-27SK nhập khẩu trực tiếp từ Nga và không có chiếc Su-27UBK nào. Đối với biến thể Su-30, Trung Quốc có trong biên chế khoảng 76 chiếc Su-30MKK, một biến thể của Su-30MK phát triển riêng. Ngoài ra, không quân và hải quân nước này còn sở hữu 24 chiếc Su-30MK2. Tính đến năm 2012, không quân Việt Nam sẽ có khoảng 32 chiếc Su-30MK2, biến thể được thiết kế cho nhiệm vụ đánh biển. Xét ở tiêu chí số lượng, không quân Trung Quốc đang có sự áp đảo. Tuy nhiên, ông Andrei Chang nhận định lợi thế không hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Các hợp đồng mua sắm tiêm kích dòng Su-27-30 giữa Trung Quốc và Việt Nam với Nga có khá nhiều điểm khác nhau. Đầu tiên là phương thức thanh toán, sau đó là một số khác biệt trong thiết kế. Trong khi Trung Quốc gần như phải thanh toán 100% cho các hợp đồng mua máy bay bằng đô la, các hợp đồng với Việt Nam lại hoàn toàn ngược lại. Theo đó, hợp đồng mua 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên của Việt Nam trị giá 110 triệu đô la, trong đó 70% giá trị hợp đồng được thanh toán bằng hình thức trao đổi hàng hóa. Việt Nam chỉ phải trả 30% giá trị bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều quan trọng nhất. 4 chiếc Su-30MK2V được chuyển giao cho phía Việt Nam là một biến thể tương tự Su-30MKK của Trung Quốc. Nhưng các máy bay này lại được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Phần mềm tấn công của 4 máy bay này không được cài đặt mang tên lửa chống hạm. Có thể thấy, Việt Nam đã hy sinh khả năng đa nhiệm của Su-27SK mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ không đối không nhằm tạo nên lợi thế trước lực lượng không quân hùng hậu của đối phương. Do chỉ tập trung vào nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không hoặc không đối hải chứ không hoàn toàn đa dạng như nguyên bản, các máy bay Su-27, Su-30MK2 của Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế hơn. Ngoài ra, trong biên chế không quân Việt Nam có 2 chiếc Su-27PU được nhận trực tiếp từ không quân Nga, bồi thường cho 2 chiếc Su-27SK bị rơi trên đường vận chuyển đến Việt Nam. 2 chiếc này chắc chắn có nhiều khác biệt so với các biến thể xuất khẩu. Đến năm 2008, Việt Nam tiếp tục đặt hàng thêm 6 chiếc Su-30MK2V và năm 2008. Năm 2009 tiếp tục đặt hàng thêm 8 chiếc và đợt đặt hàng lớn nhất gần đây là 12 vào năm 2010. Tất cả các hợp đồng nói trên dự kiến chuyển giao đầy đủ cho Việt Nam trong năm 2012. Các máy bay Su-30MK2 của Việt Nam và Trung Quốc đều có khả năng mang tên lửa chống tàu KH-31A, tên lửa hành trình không đối đất KH-29TE tầm bắn 30 km. Về vũ khí không đối không, cả hai bên đều được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, tên lửa không đối không tầm trung R-27, trong khi Trung Quốc phải nhập khẩu tên lửa R-27TR từ Ukraine thì Việt Nam lại được nhập khẩu các tên lửa này trực tiếp từ Nga. Loại tên lửa không đối không tầm trung hiện đại R-77 không được Nga bán cho cả hai bên. Như vậy, ta có thể tạm kết luận, lợi thế về số lượng đang nằm trong tay Trung Quốc, nhưng lợi thế về sự đa dạng trong lựa chọn vũ khí hiện đại lại thuộc về Việt Nam. Chỉ tập trung sức mạnh vào nhiệm vụ không đối không hoặc không đối hải có vẻ lỗi thời với xu hướng đa nhiệm của thế giới. Nhưng xét trên đường lối quân sự và những đối thủ tiềm tàng của Việt Nam, thì đây là một lối đi hết sức đúng đắn, cho phép một số lượng máy bay khiêm tốn có thể bẻ gãy các đợt tấn công bằng đường không hay đường biển của đối phương. Toàn bộ 29 đảo bãi mà Việt Nam kiểm soát hiện nay tại Trường Sa, cách đất liền từ 400 đến 600 km. Tại khu vực này, Việt Nam có các căn cứ không quân tại Vịnh Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Lâm Đồng và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đa số không phận tại khu vực tranh chấp này đều nằm trong tầm tác chiến của máy bay tấn công Su-22 của không quân Việt Nam, chưa kể đến máy bay chiến đấu Su-30MK2V và Su-27SK với bán kính tác chiến lên đến 1.500 km. Máy bay Su-30MK2 của Việt Nam có thể mang đầy đủ vũ khí và tác chiến liên tục ở Trường Sa 45 phút. Việt Nam đã xây dựng sân bay tại đảo Trường Sa. Tuy nhiên, hiện nay, các loại máy bay tiêm kích Su-27SK, Su-30MK2, Su-30MK2V chưa thể cất hạ cánh được tại đường băng này. Mà điều này cũng không cần thiết, bởi nếu để máy bay trên Trường Sa dễ bị phía Trung Quốc tìm cách vô hiệu hóa sân bay này. Nếu so sánh, không quân Trung Quốc, kể cả cất cánh từ sân bay tại đảo Hải Nam, khoảng cách đường thẳng đối với 29 đảo bãi Việt Nam đang kiểm soát đã lên đến từ 1.200 đến 1.300 km. Còn cất cánh từ khu vực quần đảo Hoàng Sa, khoảng cách đến Trường Sa cũng lên đến từ 900 đến 1.000 km. Điều này buộc máy bay chiến đấu J-10 và J-8D và cả Su-30MKK và Su-27SK của không quân Trung Quốc đều cần được tiếp dầu trên không mới có thể tham chiến. Tuy vậy, thời gian tác chiến trên vùng trời Biển Đông so với máy bay chiến đấu cùng loại của không quân Việt Nam cũng ngắn hơn khoảng 50%. Theo tạp chí Sức mạnh Không gian Trung Quốc, tính về tổng số, PLA, quân đội Trung Quốc chỉ vận hành 14 máy
tiếp dầu H6U mỗi chiếc chỉ mang được 17.000 kg nhiên liệu nạp. Trong khi đó, chỉ riêng lực lượng không quân Mỹ đã sở hữu hơn 500 máy bay tiếp dầu, mỗi chiếc mang được khoảng 100.000 kg nhiên liệu. Vì thế, trong khi về lý thuyết, PLA có thể tự hào với hơn 1.500 máy bay chiến đấu, nhưng trên thực tế, chỉ có thể tiếp nhiên liệu cho 50-60 chiếc ở cùng thời điểm, giả định toàn bộ máy bay tiếp dầu H6 hoạt động đều hoàn hảo. Tạp chí đặt giả thiết trong trường hợp xảy ra cuộc chiến trên không về Đài Loan, cách xa phần lớn những căn cứ của Trung Quốc hàng trăm km, chỉ có 50 máy bay chiến đấu có thể dành thời gian chiến đấu hơn vài phút trên chiến trường, chưa kể tác chiến ở Trường Sa còn phức tạp và khó khăn hơn nhiều ở Đài Loan. Khi chiến tranh bùng nổ, sân bay trên đảo Phú Lâm Hoàng Sa và thậm chí cả sân bay trên đảo Hải Nam của Không quân Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị phía Việt Nam chế áp. Ngoài ra còn một yếu tố cần lưu ý, toàn bộ các mục tiêu chiến lược tại đảo Hải Nam và các căn cứ xuất kích của Không quân Trung Quốc ra Trường Sa đều nằm trong phạm vi bán kính tác chiến của máy bay chiến đấu Su-30MK2V của Không quân Việt Nam. Địa hình lãnh thổ của Việt Nam dài hẹp, máy bay Su-27SK và J-10A của Trung Quốc trước và sau khi tham chiến trên đường bay đều nằm trong tầm tác chiến của máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Việt Nam cất cánh từ các căn cứ Không quân miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Do vậy, MiG-21 của Việt Nam có thể cất cánh và đánh chặn máy bay chiến đấu của Trung Quốc, nhất là khi những máy bay này trở về đã hết vũ khí và thiếu nhiên liệu. Yếu tố chính nghĩa và con người thuộc về Việt Nam. Nổ ra chiến sự ở Trường Sa nói chung và Biển Đông nói riêng là điều không ai muốn. Về phía Việt Nam, chúng ta đã có đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã được công bố. Về phía quốc tế, chắc chắn không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, bởi đây là con đường huyết mạch của thế giới. Việc đảm bảo an ninh hàng hải là lợi ích của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Hình ảnh Trung Quốc vốn đã gây ra nhiều sự e ngại cho thế giới về hình ảnh một đất nước hòa bình như tuyên bố của Trung Quốc. Trong lịch sử, Trung Quốc xung đột vũ trang với Nga, Ấn Độ, Việt Nam, gần đây là tranh chấp với Nhật Bản và một loạt các nước ASEAN về vấn đề biển đảo, do đó dư luận thế giới sẽ lên án Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử quân sự Việt Nam đã cho thấy yếu tố con người là quyết định. Ngoài việc huấn luyện và nhận thức chính trị cho nhiệm vụ chung của lực lượng không quân, còn cần có các thiết bị nâng cao trình độ tác chiến trên biển của không quân Việt Nam. Chúng ta đã có kinh nghiệm khi đối đầu với không quân Mỹ, có lực lượng đông và hiện đại hơn ta nhiều. Những năm vừa qua, không quân Việt Nam liên tục huấn luyện tác chiến cả ngày và đêm trên biển. Thời gian không chờ đợi không quân Việt Nam, một khi có sự hiện diện tại sân bay của đối phương trên Biển Đông, thì lợi thế về địa lý của ta không còn nhiều. Nhưng bù lại chúng ta đã và phải có một lực lượng không quân thiện chiến trên biển, sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của đất nước. Các bạn vừa theo dõi video thử so tài của không quân Việt Nam và Trung Quốc trên Trường Sa. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Xung đột Biển Đen, Nga diệt sạch tàu Mỹ NATO trong vài phút. Quý vị thính giả thân mến, một cựu tướng lĩnh Nga vừa đưa ra cảnh báo lạnh người đối với Hải quân Mỹ đang hoạt động trong khu vực đen. Vào ngày 10 tháng 2, Phó Chủ tịch Liên minh các cựu chiến binh Nga, chuyên chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển của hạm đội Biển Đen, Thiếu tướng Vladimir Romanenko tuyên bố, tàu chiến Mỹ, NATO sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nếu một mai xảy ra xung đột trên Biển Đen. Hồi đầu tháng này, tàu khu trục DDG-78 USS Porter thuộc biên chế hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen. Trước đó, khu trục hạm tối tân nhất của Hải quân Hoàng gia Anh thuộc Type 45 là HMS Diamond cũng đã xâm nhập vùng biển này. Hạm đội 6 của Mỹ thông báo khu trục hạm này vào Biển Đen là để thực hiện các hoạt động tuần tra thường xuyên trên biển, duy trì an ninh hàng hải và mở rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác của NATO, khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh nhằm bảo vệ an ninh và ổn định trong khu vực. Ngoài ra, tàu khu trục Mỹ cùng với chiếc khu trục hạm Anh sẽ tham gia cuộc tập quốc tế Lá chắn biển 2017 với sự tham gia của khoảng 2.800 quân nhân đến từ 8 quốc gia là Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha và Ukraine. Đánh giá về mối nguy cơ từ lực lượng hải quân NATO, tướng Romanenko cho biết trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trên Biển Đen, chiến hạm Mỹ NATO sẽ bị các hệ thống tên lửa hạm đối hạm, không đối hạm và bờ đối hạm của hạm đội Biển Đen Nga tiêu diệt chỉ trong vài phút. Thiếu tướng Romanenko nhấn mạnh, tàu của Mỹ chỉ có vài phút để tồn tại ở Biển Đen bởi vì các tổ hợp tên lửa mà hạm đội Biển Đen được trang bị
và từ nhiều hướng khác nhau sẽ không cho phép nó thực hiện những nhiệm vụ tác chiến và chiến lược ở Biển Đen. Theo giới chức lãnh đạo quân đội Nga, hiện ở Biển Đen đang hiện diện những hệ thống tên lửa chống hạm vô cùng mạnh, ví dụ như hệ thống tên lửa Kalib trang bị trên các tàu nổi và tàu ngầm diesel điện Lov và Savianka của Nga, tức tàu ngầm Kilo theo định danh của NATO, sử dụng tên lửa chống hạm 3M54 có tầm phóng xa tới 660 km, hoặc các hệ thống tên lửa bờ đối hạm K-300B Passion B sử dụng tên lửa B-800 Onyx có tầm phóng 600 km. Mỗi hệ thống bao quát dải bờ biển tới hơn 1.000 km, hai tên lửa bờ đối hạm Banair sử dụng tên lửa KH-35UE có tầm phóng 300 km, bảo vệ 600 km bờ biển trên khai suốt dải bờ biển Nga hoặc là trên bán đảo Crimea. Ngoài ra, các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Backfire C của Nga trên các sân bay đất liền có thể bay trên không phận Nga mà vẫn tấn công tiêu diệt được các tàu chiến Mỹ NATO với tên lửa hành trình chống hạm Raduga KH-22 Muria tầm phóng 600 km, đầu đạn nặng tới 1.000 kg, được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Các chuyên gia quân sự nhận định, với các loại tên lửa chống hạm khủng như thế, cùng với sự đa dạng về các phương tiện phóng, tuyên bố chỉ cho tàu chiến Mỹ NATO vài phút sống sót của Thiếu tướng Vladimir Romanenko là điều hoàn toàn không phải bàn cãi. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh đã quyết định tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân tại Biển Đen. Các nhóm hải quân thường trực của liên minh chủ yếu là tàu chiến của Mỹ sẽ thường xuyên hơn ra vào Biển Đen, tăng cường tập trận khu vực, tổ chức thu thập thông tin tình hình và đảm nhiệm phối hợp liên lạc giữa hải quân các nước đồng minh trong khu vực. Bên cạnh đó, các nước NATO tiếp giáp với Biển Đen như Romania, Thổ Nhĩ Kỳ hay đối tác của họ là Ukraine đang manh nha ý tưởng thành lập hạm đội Biển Đen của NATO nhằm tạo ra một đối trọng mạnh mẽ với hạm đội Biển Đen hùng mạnh của Nga. Ý tưởng về việc thành lập hạm đội Biển Đen NATO đã được lãnh đạo Romania đề xuất với các đối tác trong khối vào đầu năm 2016. Theo đó, ngoài các nước thành viên nằm trong vùng biển này, hạm đội Biển Đen phẩy sẽ mời thêm cả hải quân Mỹ, Đức, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia. Lý do cần lập ra một hạm đội như vậy là vì Nga đã gia tăng hoạt động trong khu vực Biển Đen, đặc biệt là sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này, đã tạo ra những thách thức và nguy cơ mới đối với các nước NATO trong vùng biển này. Theo một số nguồn tin, nếu NATO phê chuẩn việc thành lập một hạm đội Biển Đen phẩy của khối này, Mỹ sẽ điều các chiến hạm của hạm đội 6 làm lực lượng nòng cốt cùng với các tàu chiến khác của đồng minh trong và ngoài khu vực Biển Đen, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, hạm đội 6 của Mỹ đảm nhận nhiệm vụ giám sát gần một nửa Đại Tây Dương cũng như các vùng biển Adriatic, Baltic, Barents, Caspian, Biển Bắc và Biển Đen. Các tàu chiến Mỹ thường xuyên thay nhau ra vào Biển Đen nhằm tránh vi phạm công ước Montreux. NATO cũng tăng cường khả năng phòng không trong khu vực Biển Đen bằng cách triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania, Ba Lan, đặc biệt có thể là Ukraine, đồng thời điều động thêm các tàu khu trục phòng không phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ hiện diện thường xuyên ở đây. Nếu kế hoạch này được khối đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thông qua, có thể nhận định rằng NATO đã mang lửa vào đặt trước cửa ngõ nước Nga, khiến tình hình khu vực biển này vốn đã vô cùng căng thẳng tiếp tục leo thang thành nguy cơ đối đầu quân sự. Moscow tuyên bố rằng việc các chiến hạm Mỹ NATO thực hiện các cuộc tuần tra thường xuyên, tập trận hải quân, diễu võ dương oai trong khu vực Biển Đen sát lãnh hải Nga, cách bờ biển của họ hàng chục nghìn dặm là điều không thể chấp nhận được. Nga tuyên bố sẽ đưa ra các động thái đáp trả mạnh mẽ, đồng thời đưa các vũ khí khủng đến tăng cường cho bán đảo Crimea, có thể bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và máy bay ném bom Tu-22M3, hay là vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các bạn vừa theo dõi video Xung đột Biển Đen, Nga diệt sạch tàu Mỹ NATO trong vài phút. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. S-300 của Việt Nam đã được lên kế hoạch bắn đạn thật trong năm 2017. Quý vị thính giả thân mến, Trung đoàn Tên lửa 64 trực thuộc Sư đoàn Phòng không 361, Sư đoàn Phòng không Hà Nội là đơn vị nhận nhiệm vụ bảo vệ bầu trời thủ đô cũng như nhiều mục tiêu quan trọng khác tại miền Bắc. Với vai trò đặc biệt của mình, Trung đoàn đã được ưu tiên trang bị tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU-1 hiện đại nhất Việt Nam cùng các hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4. Do đặc thù công tác, trong bất cứ dịp nghỉ lễ nào, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn phải tăng cường cao nhất quân số, sẵn sàng phương án hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân.
Năm 2017, Trung đoàn 64 sẽ tiếp tục kế hoạch đổi mới huấn luyện cho tất cả các loại trang bị vũ khí, khí tài hỗn hợp có trong biên chế, đồng thời với việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ những dịp trọng đại của đất nước. Khối lượng công việc là rất lớn, đòi hỏi các phương án chuẩn bị chu đáo để mang lại hiệu quả huấn luyện cao nhất. Trung tá Lê Trần Phương, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 64 cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ trung đoàn cũng đang tích cực chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, huấn luyện bắn đạn thật, huấn luyện diễn tập của lực lượng ZSU cũng như tổ hợp S-300. Đây là nhiệm vụ mà trung đoàn rất coi trọng và huấn luyện nâng cao trình độ kiếp chiến đấu để làm cơ sở cho hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong năm 2017. Như vậy, sau nhiều lần diễn tập bắt bám mục tiêu chay, với thông tin được Trung tá Lê Trần Phương cung cấp, thì sang năm 2017, khả năng rất lớn là tổ hợp S-300PMU-1 của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được bắn đạn thật. Đây là việc làm cần thiết để có được cái nhìn toàn diện về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 64 nói riêng, cũng như Bộ đội Phòng không Việt Nam nói chung. Các bạn vừa theo dõi video. S-300 của Việt Nam đã được lên kế hoạch bắn đạn thật trong năm 2017. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Hé lộ những quốc gia bí mật bán vũ khí cho quân đội Việt Nam. Lực lượng sử dụng nhiều vũ khí Israel nhất trong quân đội ta có lẽ là binh chủng hải quân đánh bộ thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hiện nay, các chiến sĩ binh chủng tinh nhuệ này sử dụng một số loại súng do hãng Israel Military Industry sản xuất. Hiện nay, Israel chuyển giao đầy đủ và đồng bộ dây chuyền sản xuất súng bộ binh thế hệ mới Garand Ace. Qua đó, Việt Nam có thể sử dụng chính trang thiết bị sẵn có này để sản xuất những vũ khí theo thiết kế của Việt Nam. Chưa kể, Israel đã chuyển giao công nghệ nâng cấp xe tăng T-54-55 và một số loại xe thiết giáp giúp chúng lột xác, biến thành những vũ khí uy lực, tiếp tục đóng vai trò là xương sống của lục quân Việt Nam thêm nhiều năm nữa. Ngoài ra, Hải quân đánh bộ Việt Nam cũng được trang bị nhiều vũ khí hiện đại có xuất xứ từ Israel như súng tấn công Tavo, súng chống tăng Matador. Việt Nam còn mua của Israel những hệ thống pháo phản lực bắn loạt tối tân như Extra, Akula có tầm xa, độ chính xác cao kèm các phương tiện trinh sát tự động hiện đại. Nhờ vậy giúp Hải quân nâng cao đáng kể sức mạnh phòng thủ trên biển và trên đất liền ven biển. Đặc biệt, Israel bán cho Việt Nam những tổ hợp radar cảnh giới nhìn vòng ELM-2288ER, cực tối tân và tên lửa phòng không Spider thuộc hàng hiện đại nhất thế giới. Qua đó mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể tiếp nhận dây chuyền sản xuất những loại tên lửa phòng không tiên tiến bậc nhất và tiến tới từ nghiên cứu, chế tạo những nỏ thần Made in Việt Nam đúng nghĩa. Bên cạnh đó, các máy bay trinh sát, tuần tiễn biển của Việt Nam cũng được trang bị các khí tài trinh sát đồng bộ hiện đại của Israel giúp nâng cao khả năng quản lý vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Để bước qua được làn ranh đỏ do Mỹ dựng lên, vốn khiến nhiều quốc gia phương Tây phải âm thầm né tránh, dù biết Việt Nam là một thị trường hết sức tiềm năng, Israel đã lựa chọn những thứ vũ khí có mức độ liên quan vừa phải đến những công nghệ nguồn của Mỹ để chuyển giao. Đồng thời, dường như chính Mỹ cũng ở trong trạng thái mắt nhắm hờ để những thỏa thuận hợp tác quốc phòng Việt Nam-Israel thông đồng bén giọt. Với nền tảng vững chắc, tin cậy và tương lai đang rộng mở, hy vọng quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Israel sẽ có những bước đột phá lớn hơn, đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội Việt Nam. Vũ khí Israel rất được ưa chuộng ở Việt Nam và trên thị trường vũ khí thế giới vì một lý do rất quan trọng, đó là chúng đã được thử thách qua thực tiễn tác chiến. Tháng 6 năm 2013, công ty phân tích Anh James cho công bố một bản báo cáo về các dòng chảy vũ khí thế giới và bảng xếp hạng các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Các kết luận của James rất đáng quan tâm, xin dẫn ra sau đây. Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng của thị trường buôn bán vũ khí trên thế giới nhanh và đột biến, tăng 30% trong các năm từ 2008 đến năm 2012. Thứ hai, thị trường buôn bán vũ khí nhộn nhịp nhất tập trung ở phương Đông, cụ thể là tại Đông Nam Á và Trung Cận Đông. Thứ ba, sự gia tăng vị thế đáng nể của các quốc gia không phải là cường quốc nhưng tham gia xuất khẩu vũ khí, đó là Hàn Quốc và Israel. Israel được James xếp là quốc gia xuất khẩu UAV lớn nhất thế giới và đứng thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu vũ khí nói chung. Từ năm 2008 đến năm 2012, xuất khẩu vũ khí của Israel tăng 74% và đạt kim ngạch 2,4 tỷ đô la Mỹ.
Cũng theo Jens thì không còn nghi ngờ gì nữa, Israel là nhà xuất khẩu vũ khí hiệu quả nhất thế giới. Mặc dù bị các nước thuộc thế giới Hồi giáo tẩy chay, nhưng Israel không ngừng tăng thị phần của mình trên một thị trường rất khó tính như vậy, thị trường buôn bán vũ khí. Nếu tính tới một thực tế là Trung Quốc và Nga cũng đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, Trung Quốc trong 5 năm trở lại đây đã tăng gấp đôi số lượng vũ khí bán ra. Cuộc chiến giành thị trường ở châu Á ngày càng khốc liệt thì mới thấy thành tích trên của Israel là rất ấn tượng và đáng nể. Còn về tương lai, theo khẳng định của Jens, đến năm 2020, chi phí quân sự của Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và một số nước khác trong khu vực sẽ vượt ngân sách quân sự của Mỹ và Canada. Và như vậy, triển vọng xuất khẩu vũ khí của Israel là rất sáng sủa. Theo giới truyền thông, khoảng 90% lượng vũ khí nhập khẩu của Nga có xuất xứ từ Nga. Đáng chú ý nhất là lô tàu ngầm lớp Kilo. Từ năm 2009, Nga đã ký hợp đồng đóng cho Việt Nam một lô tàu ngầm động cơ điện diesel Kilo M. Tổng trị giá hợp đồng đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả kinh phí đào tạo đội ngũ nhân sự chỉ huy, chiến sĩ thủy thủ đoàn. 4 chiếc tàu ngầm thuộc hợp đồng này đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Chiếc thứ 5 vừa được chuyển tới quân cảng Cam Ranh và chiếc thứ 6 đang được chạy thử nghiệm tại nhà máy. Tàu ngầm lớp Kilo M có lượng rẽ nước 3.100 tấn, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ nòng 533mm và tổ hợp tên lửa Club S có tầm bắn 300km và có thể tiêu diệt mục tiêu cả trên biển lẫn trên đất liền. Từ năm 2006, Nga đã ký hợp đồng đóng mới cho Việt Nam 4 tàu chiến, mã hiệu 11661E, phiên bản tàu tuần vòng, trị giá 350 triệu đô la Mỹ một chiếc. Năm 2007, hai nước ký hợp đồng đóng thêm 2 chiếc nữa. Năm 2009, hai chiếc đầu tiên đã được bàn giao và đến năm 2013 thì bàn giao thêm 2 chiếc. Hai chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong năm 2016. Tàu 11661E có lượng rẽ nước tối đa 2.100 tấn với vũ khí chính yếu là tổ hợp tên lửa chống hạm 3C-24E, tầm bắn 130 km, pháo AC-176M cỡ nòng 76mm, pháo AC-630M cỡ nòng 30mm và tên lửa chống ngầm RPC-8. Nếu cần, trên tàu có thể bổ sung trực thăng sang ngầm K-27. Hồi giữa thập niên 1990, tại xưởng đóng tàu Vinpearl, vùng Yaroslav của Nga, 4 tàu mang tên lửa thuộc dự án 1241RE được đóng cho Hải quân Việt Nam, chi phí không được tiết lộ. Trong năm 2006, một hợp đồng trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ được ký kết. Theo đó, Nga đóng cho Việt Nam 2 chiếc tàu tên lửa thuộc dự án 12418 tại Nga và 6 chiếc tương tự tại Việt Nam. Hai chiếc cuối cùng trong dự án này sẽ được hạ thủy vào ngày 14 và 15 tháng 4 2016, hiện đang trong giai đoạn chạy thử. Tàu tên lửa dự án 12418 có lượng rẽ nước 517 tấn và trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm 3C-24E, tầm bắn 130 km. Từ năm 2004 đến năm 2012, Việt Nam đã mua của Nga 24 máy bay tiêm kích Su-30MK2, tổng trị giá không được tiết lộ. Năm 2013, Việt Nam mua của Nga 12 máy bay chiến đấu với tổng giá gần 600 triệu đô la Mỹ. Tháng 10 năm 2014, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nới lỏng một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, vốn được thi hành từ năm 1984. Sở dĩ có sự nới lỏng này là do vào thời điểm đó, Trung Quốc bắt đầu gây hấn tạo căng thẳng ở Biển Đông, xâm hại chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong tháng 6 năm 2015, Mỹ đã đóng góp 18 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam trong việc mua 6 tàu tuần tra do công ty MetroShark của Mỹ sản xuất. Năm 2006, Việt Nam đã mua 4 máy bay tiêm kích đa năng Su-22 của Ukraine và năm 2010 đã mua 4 chiếc máy bay huấn luyện của Romania. Năm 2013, hãng đóng tàu Damen Shipyards Group của Hà Lan đạt được hợp đồng đóng cho Hải quân Việt Nam 2 tàu hộ tống thuộc dự án Sigma 9814, trị giá hợp đồng đạt khoảng 500 triệu euro. Trong năm 2015, hãng đóng tàu tư nhân Marine Project Ltd của Ba Lan đã đóng cho Hải quân Việt Nam chiếc tàu huấn luyện loại nhỏ mang tên Lê Quý Đôn.